Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 13 tháng 6 có những nội dung chính sau đây. Đồng hành với nông dân, Hội nông dân tỉnh và Bưu điện tỉnh đang nỗ lực đưa các sản phẩm thương hiệu đặc trưng của người dân lên sàn thương mại điện tử, mở thêm kênh tiêu thụ hiệu quả. Để chuẩn bị lực lượng tốt nhất tham gia Đại hội thể dục thể thao thành phố Tuyên Quang, thời điểm này, tại các phường xã đã và đang diễn ra đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở. Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã kêu gọi Bộ trưởng Thương mại các nước nỗ lực trong những ngày tới để đạt được thỏa thuận hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 12 diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ. Hôm nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật khám chữa bệnh sửa đổi, luật thanh tra sửa đổi, biểu quyết thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Đa số các đại biểu cho rằng, dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi được chuẩn bị công phu, kịp thời sửa đổi bổ sung các quy định mới nhằm đảm bảo thể chế hóa nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, cũng như khắc phục được các hạn chế bất cập mà thực tiễn đã phát sinh trong thời gian qua. Về một số vấn đề như hệ thống tổ chức cơ sở khám bệnh chữa bệnh, chính sách của nhà nước về khám bệnh chữa bệnh, quy trình khám chữa bệnh từ xa, thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề, đình chỉ hành nghề, thu hồi giấy phép hành nghề, ưu tiên bảo vệ đối tượng trẻ em trong xây dựng dự án luật, các bất cập về thông tuyến khám bệnh chữa bệnh được đại biểu tập trung thảo luận. Về dự án luật thanh tra sửa đổi, các đại biểu quan tâm đến nhiều nội dung như hệ thống cơ quan thanh tra theo cấp hành chính, hệ thống cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực, các hình thức, trình tự, thủ tục thanh tra và đề nghị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các quy định để bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật. Đại biểu Ma Thị Thúy, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã tham gia ý kiến. Để góp phần hoàn thiện dự án luật, tôi xin tham gia một số nội dung cụ thể như sau. Thứ nhất là về hệ thống cơ quan thanh tra cấp hành chính, thì tôi nhất trí với quy định trong dự thảo luật thanh tra về các cơ quan thanh tra cấp hành chính gồm thanh tra chính phủ, thanh tra tỉnh và thanh tra huyện. Thứ hai, về tổ chức của thanh tra sở, thanh tra huyện, điều 30 và điều 34, quy định thanh tra sở, thanh tra huyện có chánh thanh tra, phó chánh thanh tra và thanh tra viên là chưa phù hợp với thực tế. Vì hiện nay do biên chế không nhiều, nên thường là thanh tra sở, thanh tra huyện bố trí biên chế thanh tra ít, không đảm bảo yêu cầu hoạt động của thanh tra. Do đó, để đảm bảo yêu cầu thanh tra thường phải thực hiện biệt phái công chức. Vì vậy, đề nghị bổ sung thêm và công chức thanh tra thành thanh tra sở, thanh tra huyện và chánh thanh tra, phó chánh thanh tra viên và công chức thanh tra. Thứ hai, về điều 45 về xây dựng ban hành kế hoạch thanh tra, đề nghị giữ nguyên thẩm quyền ban hành kế hoạch thanh tra hàng năm như luật hiện hành. Thực tế nội dung đối tượng thanh tra chuyên ngành của sở thường là cá nhân, tổ chức nhỏ lẻ, nên khi tổng hợp thành một kế hoạch thanh tra của toàn tỉnh sẽ rất nhiều các cái nội dung đối tượng nên sẽ gây khó khăn khi thực hiện quy định gửi kế hoạch thanh tra cho đối tượng thanh tra. Việc xây dựng kế hoạch thanh tra của từng cơ quan đơn vị nên để người đứng đầu cơ quan đơn vị đó quyết định và triển khai thực hiện để phù hợp với yêu cầu công tác quản lý nhà nước của từng cấp chính quyền và các quy định về phân cấp, phân quyền, nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động đơn vị địa phương mình. Thứ tư, xử lý sai phạm trong quá trình thanh tra tại điều 66. Tại khoản 1, đề nghị sửa lại nội dung quy định nếu phát hiện dấu hiệu của việc tẩu tán, chuyển dịch, hủy hoại tài sản thì yêu cầu tổ chức tín dụng nơi đối tượng thanh tra có tài khoản phong tỏa tài khoản đó để phục vụ việc thanh tra khi có căn cứ cho rằng đối tượng thanh tra có hành vi tẩu tán tài sản hoặc đề nghị cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập, cơ quan có thẩm quyền khác để có cái biện pháp ngăn chặn kịp thời hành vi đó thành nếu có căn cứ cho rằng đối tượng thanh tra có hành vi tẩu tán tài sản thì yêu cầu tổ chức tín dụng nơi đối tượng thanh tra có tài khoản phong tỏa tài khoản đó nếu phát hiện dấu hiệu của việc chuyển dịch hủy hoại tài sản thì đề nghị cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập cơ quan có thẩm quyền khác có biện pháp ngăn chặn kịp thời hành vi đó để đảm bảo cụ thể dễ hiểu tránh lặp lại và phù hợp với quy định tại khoản 1 điều 54 của luật này. Đề nghị xem lại quy định tại khoản 5 cùng với cái việc chuyển hồ sơ tài liệu cho cơ quan điều tra người ra quyết định thanh tra chỉ đạo đoàn thanh tra tiếp tục
thanh tra về các cái nội dung theo kế hoạch tiến hành thanh tra đã phê duyệt và ban hành kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra hoặc quy định cụ thể hơn để tránh mâu thuẫn với điểm D khoản 1 điều 70 về việc đình chỉ cuộc thanh tra trong trường hợp cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về cùng nội dung thanh tra, vì có thể xảy ra trường hợp sau khi cơ quan điều tra tiếp nhận tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố của cơ quan thanh tra theo quy định tại khoản 3 điều 66, cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn tin và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Trong khi đó, thời hạn thanh tra vẫn còn sẽ dẫn đến chồng chéo và mâu thuẫn. Vấn đề thứ 5 về thẩm định dự thảo kết luận thanh tra tại điều 84, đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu xem xét về sự cần thiết của việc thẩm định dự thảo kết luận thanh tra vì thứ nhất, đoàn thanh tra hoạt động độc lập, chịu trách nhiệm trước pháp luật và người ra quyết định thanh tra. Thứ hai, người được giao thẩm định muốn có đủ cơ sở pháp lý, đủ căn cứ thẩm định thì phải tiến hành kiểm tra xác minh theo quy định tại khoản 2, người thực hiện thẩm định có trách nhiệm thu thập tài liệu, tiến hành thẩm định, xây dựng báo cáo kết quả thẩm định. Về bản chất, việc thẩm định này cũng giống như một cuộc thanh tra, như vậy cuộc thanh tra đó sẽ tiến hành 2 lần, không đảm bảo nguyên tắc đã được quy định tại khoản 3, điều 4 của dự thảo luật là không trùng lặp về phạm vi đối tượng, nội dung giữa các cơ quan thanh tra, giữa cơ quan thanh tra với cơ quan kiểm toán nhà nước và các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát khác. Thứ ba là việc thẩm định sẽ phải có thời gian nhất định để thực hiện, như vậy sẽ ảnh hưởng đến thời hạn ban hành kết luận thanh tra. Vấn đề thứ 6 là các nội dung khác mà đề nghị ban soạn thảo cân nhắc xem xét, nhất là đề nghị xem xét điều chỉnh bổ sung nội dung cộng tác viên thanh tra vào dự thảo luật, vì theo dự thảo luật thanh tra sửa đổi thì đối với thanh tra sở, thanh tra huyện thì có khi cần thì sẽ không có cơ quan thanh tra cấp dưới để yêu cầu thanh tra viên tham gia đoàn thanh tra, thường là thanh tra sở, thanh tra huyện không đủ lực lượng để thực hiện các cuộc thanh tra. Mặt khác, nhiều cuộc thanh tra rất cần có cái hiểu biết về chuyên môn sâu về ngành lĩnh vực mà cuộc thanh tra cần. Vì vậy, để đảm bảo có được kết luận thanh tra một cách chính xác, cơ quan thanh tra tiến hành trưng tập cộng tác viên thanh tra tham gia đoàn thanh tra để thực hiện những nhiệm vụ nhất định của cuộc thanh tra, qua đó sẽ bổ sung hỗ trợ về mặt chuyên môn nghiệp vụ thuộc ngành lĩnh vực, góp phần đảm bảo tính đúng đắn chính xác của kết luận thanh tra, như vậy sẽ nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra. Vấn đề nữa là cần xem xét bổ sung quy định thời gian tối đa được tạm dừng cuộc thanh tra để tránh việc tạm dừng bị lợi dụng. Chưa có quy định cụ thể về trình tự thủ tục tạm dừng cuộc thanh tra. Bên cạnh đó, cần xem xét quy định về đình chỉ thanh tra với lý do chồng chéo trùng lắp trong hoạt động thanh tra, vì việc chồng chéo trùng lắp trong hoạt động thanh tra đã có trong các cái nguyên tắc để xử lý. Cũng trong hôm nay, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến về dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2025. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 do Sở Tài chính chủ trì soạn thảo, về xác định nghĩa vụ tài chính các khoản thu liên quan tới đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, điều chỉnh đơn giá tiền thuê đất, thuê mặt nước. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn giao cơ quan chủ trì nghiên cứu tiếp thu và tổng hợp các ý kiến của đại biểu để chỉnh sửa, bổ sung, đảm bảo tính thống nhất và toàn diện, góp phần hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước hàng năm và giai đoạn 2022-2025, thực hiện cải cách hành chính về thu ngân sách nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Đồng chí cũng yêu cầu tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác trao đổi, cung cấp thông tin, phục vụ tốt việc thực hiện có hiệu quả luật ngân sách nhà nước, luật quản lý thuế, các luật có liên quan, đảm bảo thu đúng, thu đủ và nộp kịp thời các khoản thuế, phí và thu khác vào ngân sách nhà nước. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả trong việc quản lý thu nộp ngân sách và xử lý tiền thuế nợ của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh. Cũng trong chiều nay, Hội Nông dân tỉnh đã tiếp nhận tiền ủng hộ xây dựng nhà truyền thống di tích lịch sử, trụ sở Ban Nông vận Trung ương do Hội Nông dân thành phố Hà Nội trao tặng. Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã trao số tiền 200 triệu đồng cho Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang.
Đây là số tiền được Hội nông dân thành phố Hà Nội phát động cán bộ hội viên nông dân tự nguyện ủng hộ. Lãnh đạo Hội nông dân thành phố Hà Nội bày tỏ mong muốn công trình nhà truyền thống di tích lịch sử, trụ sở Ban nông vận Trung ương được xây dựng sẽ góp phần lưu giữ, phát huy truyền thống của giai cấp nông dân là nơi sinh hoạt, gặp gỡ, giao lưu của cán bộ hội viên nông dân giữa các địa phương. Tìm thị trường tiêu thụ nông sản ổn định vẫn đang là bài toán khó của nông dân hiện nay. Triển khai thỏa thuận hợp tác hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản được xem là một trong những giải pháp thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng hành với nông dân, Hội Nông dân tỉnh và Bưu điện tỉnh đang nỗ lực đưa các sản phẩm, thương hiệu đặc trưng của người dân đưa lên sàn thương mại điện tử, mở thêm kênh tiêu thụ hiệu quả. Đồng hành với người dân trong tiêu thụ nông sản, thời gian này, nhân viên Bưu điện tỉnh đang có mặt tại nhiều địa phương để tư vấn, hướng dẫn nông dân cách đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử postmart.vn của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Tiện lợi, hiệu quả, tiếp cận được thị trường khách hàng rộng khắp là những ưu điểm khi người nông dân đưa các sản phẩm nông sản lên sàn giao dịch thương mại điện tử. Đây là một cái hội nghị rất ý nghĩa và giúp cho bà con tiêu thụ nông sản và đưa được đi khắp mọi miền cho bà con. Mong muốn rằng là sắp tới chương trình sẽ triển khai đến rộng trên địa bàn, đến cấp cơ sở như là thôn bản, xã để được bà con yên tâm sản xuất. Hội Nông dân và Bưu điện tỉnh đang phối hợp rà soát đưa các sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử postmart.vn, cập nhật thông tin các sản phẩm nông nghiệp lên hệ thống bản đồ số VMAP, phục vụ công tác quản lý và tra cứu thông tin, phối hợp xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác quản lý, quản trị và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Và năm 2022, với mục tiêu rà soát cập nhật các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản đã được chứng nhận chỉ dẫn địa lý, thương hiệu sản phẩm và đánh giá chứng nhận sản phẩm OCOP. Phấn đấu trong năm nay sẽ hoàn thành xây dựng giải pháp logistics và hỗ trợ kết nối tiêu thụ được ít nhất 3 sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực của địa phương. Hướng dẫn bà con từ khâu tiếp cận, chụp ảnh, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, chuyển phát và thanh toán với cách thức bán hàng mới. Bưu điện tỉnh đang phấn đấu đến hết tháng 7 sẽ tập huấn hướng dẫn 100% hội viên nông dân trong toàn tỉnh tiếp cận với chuyển đổi số. Cái chương trình hội nghị này thì sẽ được chia làm hội nghị cấp huyện và hội nghị cấp phường xã. Trong các buổi hội nghị đều có số lượng từ 5 đến 10 bạn là nhân viên bưu điện, lúc nào cũng là cùng đồng hành cùng với bên hội nông dân để hỗ trợ trực tiếp trong cái quá trình vừa hướng dẫn vừa tạo tài khoản trực tiếp để cố gắng phấn đấu với cái chỉ tiêu là trong cái chương trình hội nghị nào thì tất cả các hội viên tham gia chương trình hội nghị đấy là đều sẽ có được cái tài khoản và biết cách sử dụng cái tài khoản đấy. Khi mà đã đưa được các sản phẩm lên sàn rồi ấy, thì sẽ là hỗ trợ truyền thông, quảng bá, hỗ trợ tiêu thụ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá, mở rộng thị trường và kết nối tiêu thụ sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử, ngành nông nghiệp, các đơn vị địa phương trong tỉnh đang kỳ vọng tạo chuyển biến tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp được duy trì ổn định và tạo thị trường tiêu thụ nông sản rộng khắp. Việc quảng bá và tiêu thụ sản phẩm nông sản thành công qua các sàn thương mại điện tử sẽ từng bước đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Trong phần tiếp theo của chương trình, các doanh nghiệp vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh lại phải đối mặt với nhiều khó khăn do giá xăng dầu tăng cao. Sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. Hiện nay thời tiết đang chuyển sang mùa hè, khí hậu nóng ẩm là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát sinh và phát triển lây truyền qua đường hô hấp, đường tiêu hóa như COVID-19, sởi, cúm, tay chân miệng, tiêu chảy do virus rota, sốt xuất huyết, sốt rét và có thể bùng phát dịch bệnh. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, 6 tháng đầu năm 2022, tại tỉnh ghi nhận 1 ca sốt xuất huyết, 5 ca tay chân miệng, 122 ca thủy đậu. Để không bị động trước tình hình dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã chủ động chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị cung cấp cho công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, vật tư, hóa chất, tổ chức giám sát chặt chẽ địa bàn ở các huyện, thành phố để đảm bảo xử lý kịp thời và đúng theo yêu cầu của quy định của phòng chống dịch. Ngay từ đầu hè, ngành y tế đã xây dựng kế hoạch phòng chống, ngăn chặn sự bùng phát dịch bệnh mùa hè trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thành phố triển khai quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh, tăng cường các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, giám sát, phát hiện sớm, cách ly, đáp ứng ngay, xử lý triệt để ổ dịch, không để lan rộng và kéo dài tại cộng đồng.
đẩy mạnh công tác tiêm chủng mở rộng, bảo đảm đạt tỷ lệ trên 93% quy mô xã, phường, thị trấn, tăng cường lấy mẫu xét nghiệm, xác định tác nhân gây bệnh, củng cố các đội chống dịch cơ động, đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng điều tra, xác minh, đánh giá, xử lý ổ dịch và hỗ trợ tuyến dưới trong việc khống chế ổ dịch, cấp cứu, điều trị khi cần thiết. Trạm y tế phường Minh Xuân chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh mùa hè, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân về công tác phòng chống dịch bệnh. Ngoài dịch COVID-19 thì chúng tôi còn tuyên truyền về một số cái bệnh cũ lưu hành. Dịch bệnh truyền nhiễm nói chung và dịch bệnh mùa hè nói riêng ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, gây ảnh hưởng tới sức khỏe và sinh kế của người dân. Do đó, bên cạnh việc triển khai quyết liệt và đồng bộ của ngành y tế, rất cần có sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể và sự chung tay hành động của mọi người. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 được tổ chức trong 2 ngày, 15 và 16 tháng 6. Đến thời điểm này, công tác đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất tại các điểm thi, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn điểm thi đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho một kỳ thi nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, trường trung học phổ thông Sông Lô có 400 thí sinh đăng ký dự thi. Trường cũng đã bố trí 19 phòng thi, trong đó có 17 phòng thi chính thức, tổ chức phun khử khuẩn các phòng thi và xung quanh khu vực thi. Việc bố trí phòng thi, phòng quản lý đề thi cũng đã được chuẩn bị chú đáo. Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển sinh vào 10 năm học 2022-2023, thì về trường trung học phổ thông Ngô thì đã có sự phối hợp với công an và y tế để đảm bảo tốt về an ninh cũng như là sức khỏe cho tất cả toàn bộ thí sinh và cũng như là cán bộ dự thi. Thì nhà trường đã tổ chức cho cán bộ giáo viên học tập quy chế thi. Và cái thứ ba là về cơ sở vật chất, thì đến hiện tại, thời điểm hiện tại thì cơ sở vật chất của nhà trường cơ bản đảm bảo tốt cho kỳ thi. Năm học 2022-2023 này đối với trường trung học phổ thông Nguyễn Huyên thì cái số lượng thí sinh so với năm ngoái cũng phát sinh lên gần 100 em. Tôi thì cũng đã chuẩn bị một cái phương án sẵn sàng, thứ nhất là cái bố trí cái phòng thi đấy, rồi là bố trí khu vực để các em để đồ, các cái điều kiện cần thiết để cho thí sinh thì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023, toàn tỉnh có hơn 11.300 thí sinh đăng ký dự thi với 34 hội đồng thi. Số lượng học sinh đăng ký dự thi tăng trên 1.500 em so với năm trước. Thí sinh dự thi tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập phải thi 3 môn bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. Đối với thí sinh dự tuyển vào trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, ngoài việc phải thi 3 môn bắt buộc còn phải thi thêm các môn chuyên. Về sự chủ động tích cực, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 được chuẩn bị chú đáo về cơ sở vật chất và các phương án thi theo đúng kế hoạch, đảm bảo để kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao. Để chuẩn bị lực lượng tốt nhất tham gia Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Tuyên Quang, thời điểm này các xã phường đã và đang diễn ra Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở. Tại xã Tràng Đà, Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 6 được tổ chức sôi nổi, đã thu hút gần 500 vận động viên được lựa chọn từ các tổ dân phố và các cơ quan đơn vị trên địa bàn. Các môn thi đấu có sự cạnh tranh thành tích quyết liệt giữa các đội, tạo ra sân chơi sôi nổi, hào hứng. Các vận động viên tham gia thi đấu không những được thể hiện tài năng của mình ở các môn thể thao mà còn được gặp gỡ, giao lưu, tạo không khí thi đua sôi nổi. 5 năm mới có một đợt tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao. Thì bản thân chúng tôi được tham gia cái giải này chúng tôi cũng rất hứng khởi, tạo lên một cái sân chơi rộng khắp trong toàn dân để nâng cao tinh thần sức khỏe. Thông qua cái hoạt động đại hội thể thao này để thu hút thêm những cái tầng lớp rất nhiều các cái tầng lớp thanh nhân để tham gia phát triển cái phong trào thể dục thể thao trên địa bàn của xã ngày càng phát triển hơn. Những năm qua, phong trào luyện tập thể dục thể thao quần chúng đã phát triển sâu rộng trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, qua đó đã phát triển được nhiều môn thể thao thế mạnh. Đại hội thể dục thể thao được tổ chức tại các xã phường là dịp để đánh giá kết quả phát triển phong trào thể dục thể thao của địa phương, kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, chuẩn bị lực lượng vận động viên tham gia Đại hội thể dục thể thao thành phố và của tỉnh năm 2022. Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân phường trên địa bàn phường Minh Xuân đã thực hiện tốt các phong trào văn hóa thể dục thể thao. Hiện nay trên 18/18 tổ dân phố đều có phong trào thể dục thể thao và các đội văn nghệ thực hiện tốt phong trào thể dục thể thao trên địa bàn phường. Có thể nói là qua cái đội hội thể thao thì đánh giá cái phong trào thể dục thể thao trên địa bàn phường nó mang tính rất thực tế để đảm bảo cho các phong trào sau này nó được duy trì thường xuyên. Sau thành công của Đại hội Thể dục Thể thao các xã phường, Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Tuyên Quang lần thứ 9 sẽ diễn ra trong 2 ngày 18 và 19 tháng 6 tới đây.
Dự kiến 600 vận động viên thuộc 15 đoàn của các xã phường sẽ cùng nhau tranh tài ở 7 môn thể thao, gồm điền kinh, đẩy gậy, kéo co, cờ vua, võ thuật cổ truyền, bóng chuyền hơi và bóng đá nam 7 người. Đây là sân chơi lành mạnh, góp phần động viên, khuyến khích nhân dân tích cực rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, làm phong phú thêm đời sống tinh thần, tạo thói quen rèn luyện sức khỏe để lao động, học tập, công tác, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng ở các trường học, cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các địa phương trên địa bàn. Vừa phục hồi sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thì hiện nay các doanh nghiệp vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh lại phải đối mặt với nhiều khó khăn do giá xăng dầu tăng cao. Tại kỳ điều chỉnh vào chiều ngày 13 tháng 6, giá dầu được điều chỉnh tăng tiệm cận 30.000 đồng một lít. Giá dầu tăng là một thách thức không nhỏ tới hoạt động vận tải nói chung và vận tải hành khách nói riêng. Vào thời điểm hiện tại, lượng xe đi và đến bến xe khách thành phố Tuyên Quang mới chỉ đạt từ 70 đến 75% và số lượng hành khách cũng sụt giảm lớn. Nhiều doanh nghiệp đã phải cắt giảm tần suất chạy xe và chấp nhận tạm thời chưa tăng giá vé nhằm giữ khách hàng. Chúng tôi thì vẫn duy trì tần suất và cái phương tiện để đảm bảo phục vụ cho người dân tốt nhất. Mặc dù là giá xăng dầu nó có tăng nhưng mà cái việc đưa cái dịch vụ tốt nhất cho người dân là đấy là trách nhiệm của chúng tôi. Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải Tuyên Quang, toàn tỉnh có gần 60 đơn vị vận tải hành khách với gần 700 phương tiện, không kể loại hình xe kết hợp. Do đặc thù các xe khách trên địa bàn tỉnh phần lớn chạy các tuyến cố định, nên dù phải gánh chi phí xăng dầu tăng cao, nhưng các nhà xe vẫn không thể bỏ chuyến. Mặc dù hàng ngày lượng khách hàng hóa ít, khiến cho các doanh nghiệp nhà xe càng trở nên khó khăn hơn. Dầu thì lên mà khách thì ít. Thu nhập thì của các đầu xe thì nó cũng kém. Bây giờ khách đi lại nó ít ấy, nhiều chuyến nó không đủ lượng khách để không đủ cái chi phí giá xăng dầu đi hàng ngày. Như trước đây thì xăng dầu nó ít thì ví dụ như là một chuyến đi ngược xuôi tầm khoảng 30 khách là có thu nhập rồi, nhưng mà bây giờ hơn 40 khách nó có thu nhập. Thì tôi cũng mong muốn là các cơ quan ban ngành làm sao bình ổn cái giá xăng nó được hợp lý nhất để cho các đơn vị vận tải chúng tôi hoạt động nó được dễ dàng hơn. Để hoạt động vận tải hành khách giữ được nguồn lực, duy trì hoạt động kinh doanh trong điều kiện giá xăng dầu tăng cao như hiện nay, thì các doanh nghiệp đều mong muốn các cơ quan chức năng có giải pháp cân đối các loại thuế phí, đa dạng nguồn cung nhằm giúp bình ổn giá xăng dầu. Tin quốc tế, Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã kêu gọi Bộ trưởng Thương mại các nước nỗ lực trong những ngày tới để đạt được thỏa thuận tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 12 diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ. Phát biểu báo, Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới WTO bà Koji Okonjo-Iweala thừa nhận con đường đi đến thỏa thuận sẽ không dễ dàng mà sẽ gập ghềnh và nhiều sỏi đá. Tuy nhiên, bà bày tỏ lạc quan thận trọng về khả năng đạt được một hoặc hai thỏa thuận về một số vấn đề cấp bách, từ đánh bắt thủy sản, hải sản quá mức cho tới đối phó với đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành và một cuộc khủng hoảng đói kém toàn cầu đang sình dập. WTO đang đối mặt với sức ép phải đạt được các thỏa thuận thương mại được mong chờ từ lâu và thể hiện sự thống nhất trong bối cảnh đại dịch vẫn đang hoành hành và nguy cơ xảy ra của khủng hoảng đói kém toàn cầu. Theo một nghiên cứu mới, hạt vi nhựa đã được tìm thấy trong tuyết mới rơi ở Nam Cực. Như vậy, tuyết ở đây không còn có thể được coi là tuyết tinh khiết nữa. Các hạt vi nhựa, mảnh vỡ của các vật dụng hàng ngày, trước đây đã được tìm thấy trong băng và nước biển, thậm chí trong máu người, nhưng chưa bao giờ được phát hiện trong tuyết rơi. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học đã nêu bật mức độ ô nhiễm nhựa trên toàn cầu bằng cách xác định trung bình 29 hạt vi nhựa trên 1 lít tuyết tan chảy. Nồng độ hạt vi nhựa thậm chí còn cao hơn dữ liệu đã được báo cáo ở biển Ross, một vịnh sâu của Nam Băng Dương vào Nam Cực, xung quanh và trong băng biển Nam Cực. Hạt vi nhựa trong các mẫu tuyết được lấy ở gần cơ sở khoa học ở Nam Cực cho thấy nồng độ cao hơn gần 3 lần, tương tự như nồng độ được tìm thấy trong các mảnh băng tuyết trên sông băng ở Italia.
Alex Aves, một nghiên cứu sinh tại Đại học Canterbury ở New Zealand đã thu thập các mẫu từ thềm băng Rose ở Nam Cực vào cuối năm 2019. Khi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, họ nhanh chóng nhận ra rằng các hạt vi nhựa trong mọi mẫu từ các địa điểm xa xôi trên thềm băng Rose và những phát hiện này sẽ có ý nghĩa toàn cầu. Cô Alex cho biết cô đã bị sốc trước kết quả nghiên cứu. Thật đáng buồn, nhưng việc tìm thấy vi nhựa trong tuyết mới ở Nam Cực làm nổi bật mức độ ô nhiễm nhựa ở ngay cả những vùng xa xôi nhất trên thế giới. Chúng tôi đã thu thập các mẫu tuyết từ 19 địa điểm trên khắp khu vực đảo Rose của Nam Cực và tìm thấy vi nhựa ở tất cả các địa điểm này. Những ngày cuối tuần, thủ đô La Paz của Bolivia lại rực rỡ trong những bộ trang phục sắc màu và âm nhạc sôi động. Lễ hội Carnival mang đậm bản sắc văn hóa của đất nước và sức sống mãnh liệt của người dân nơi đây. Đối với những du khách nước ngoài đã từng được tham dự lễ hội Carnival ở La Paz, sẽ phải cho rằng phải đến đây mới có thể biết được sức nóng và sự nhiệt huyết của người dân Bolivia. Không khí náo nhiệt ở từng điệu nhảy truyền thống này là đặc sản của vùng đất nước Bolivia. Sau 2 năm trì hoãn do đại dịch Covid-19, lễ hội đã chính thức quay trở lại và lần này lại càng sôi động hơn bao giờ hết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 6, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang đã có văn bản số 27 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc sét, mưa đá, lũ quét và sạt lở đất. Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang, dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao, từ chiều tối và đêm nay, ngày 14 tháng 6 trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm trên 24 giờ, có nơi trên 150mm trên 24 giờ. Từ đêm ngày 14 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6, các khu vực có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại vùng núi, nơi có địa hình dốc, địa chất kém ổn định và ngập úng tại các khu vực trũng thấp ven sông suối. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét, mưa đá cấp 1. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, lốc sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các cơ quan đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung sau. Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa dông kèm lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra. Sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống thiên tai xảy ra, bố trí lực lượng xung kích, vật tư phương tiện tại chỗ, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân và tổ chức khắc phục hậu quả nhanh chóng, kịp thời. Tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông suối, các khu vực trũng thấp thường xuyên xảy ra ngập úng để sẵn sàng phương án ứng phó. Sẵn sàng bố trí lực lượng canh gác để kiểm soát giao thông tại các khu đường bị ngập, bến đò, cầu tràn để hướng dẫn người dân và phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn. Tổ chức thực hiện trực ban nghiêm túc thường xuyên tổng hợp báo cáo về tình hình diễn biến thiên tai thiệt hại về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo địa chỉ email trucban.tqa@gmail.com, số điện thoại 02073 823 759 để tổng hợp báo cáo theo quy định. Hết văn bản. Và những nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Ngay sau đây sẽ là thông tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai và chuyên mục khuyến nông Tuyên Quang.